Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Chủ nhật ngày 19 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cũng như không khí phấn khởi tự hào của cán bộ người dân được chứng kiến lễ kỷ niệm qua điểm cầu trực tuyến 10 huyện thị xã thành phố, xem trực tiếp trên truyền hình và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn, sáng nay trước khi tham dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiên định và sáng tạo, người mở đường và có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đại diện các tầng lớp nhân dân Hưng Yên. Tổng Bí thư chúc sức khỏe và mong muốn nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến cách mạng để xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa hưng thịnh, vừa bình yên. Đại diện cho các tầng lớp nhân dân Hưng Yên, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ du kích Hoàng Ngân, Trương Thị Tám và anh hùng lao động Phạm Thị Vách kính chúc Tổng Bí thư trường thọ. Nhân dân Hưng Yên nguyện thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư để góp phần đưa nước Việt Nam trở nên hùng cường, tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Hơn 100 tuổi. Sống để nghe những lời nói của bác là chúng tôi muốn là phải luôn luôn phát huy và giáo dục cho mọi đảng viên phải học tập theo lời dạy của bác và nghe ý kiến của bác. Những ngày xưa là chúng tôi hoạt động khổ lắm, nhưng giờ không có Đảng, không có Bác Hồ ngày xưa thì bây giờ không được như thế này. Không có các bác ngày xưa, các bác như này thì bây giờ không có bác được thế này. Chủ yếu là có Đảng lãnh đạo, không có Đảng lãnh đạo thì không làm ăn gì được. Đúng là Hưng Yên. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Lễ kỷ niệm được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 10 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Dự. Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Bình, nguyên trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Nam Định, Hòa Bình, Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh và Hà Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm tỉnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trình bày diễn văn kỷ niệm. Diễn văn đã nêu bật quá trình thành lập tỉnh Hưng Yên từ năm 1831. Vùng đất, con người, những chặng đường lịch sử vẻ vang trong 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, thể hiện lòng tự hào về mảnh đất Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Vùng đất Hưng Yên có bề dày lịch sử ngàn năm, nằm ở châu thổ sông Hồng, trung tâm đồng bằng Bắc Bộ đến thế kỷ 16, 17, nơi đây đã nổi tiếng với địa danh Phố Hiến, chốn phồn hoa đô hội, nơi hội tụ bốn phương, một tiểu Tràng An, một thương cảng hàng đầu của đất nước như đã từng được truyền tụng qua câu ca thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Năm Minh Mệnh thứ 12, 1831, xưng danh Hưng Yên với hàm ý gửi gắm ước vọng về vùng đất mãi hưng thịnh, yên bình. Chính thức được khai sinh, đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh và khẳng định vị thế với những thành tựu rực rỡ mà cư dân nơi đây đã tạo dựng. Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, ý chí vượt khó thành tài. Ở thời nào, Hưng Yên cũng có những người con xuất chúng đóng góp lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng danh quê hương đất nước và là niềm tự hào, tài sản vô giá của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Tháng 7 năm 1941, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập, ghi dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, đồng thời khẳng định tổ chức Đảng ở Hưng Yên đã hòa cùng dòng thác cách mạng của dân tộc, góp phần làm lên những kỳ tích trong lịch sử của Đảng và dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào cách mạng ở Hưng Yên không ngừng lớn mạnh, các tầng lớp nhân dân được tôi luyện trong gian khó, vững chí, một lòng sát son với Đảng để sớm tham gia tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong công cuộc đổi mới và nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên có nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và tương đối vững chắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong đó, kinh tế Hưng Yên liên tục tăng trưởng cao, đạt bình quân 10,21% trên năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Tổng sản phẩm xã hội tăng 43 lần và đứng thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách gấp hơn 200 lần và trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách nhà nước, có điều tiết về trung ương từ năm 2017. Toàn tỉnh thu hút hơn 2.000 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 224.000 tỷ đồng và gần 6 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt gần 90 triệu đồng một người, gấp 35 lần so với năm 1997. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,32%. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, nông thôn, đô thị phát triển đồng bộ. Năm 2020, Hưng Yên là một trong 3 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt nông thôn mới. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 13 đảng bộ trực thuộc. Công tác tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng gắn với đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương và các nguyên tắc tổ chức Đảng được chú trọng, xây dựng Đảng bộ chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm thực hiện mục tiêu Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, đến năm 2030 là tỉnh giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước và đến năm 2045 là thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng châu thổ sông Hồng. Mục tiêu trên thể hiện khát vọng cháy bỏng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhằm đưa Hưng Yên thực sự hưng thịnh, bình yên cùng khát vọng dân tộc, phát triển Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược. 1. Xây dựng, triển khai, quản trị quy hoạch, phát triển một cách bài bản, khoa học, gắn với chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030 dựa trên 3 trụ cột chính phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ hiện đại, đô thị sinh thái thông minh. 2. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đột phá thứ 3, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, vui mừng trước sự đổi thay vượt bậc của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Tôi và một số đồng chí ngồi đây thuộc thế hệ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đầu tiên kể từ khi tái lập tỉnh. Khi tái lập, trước bộn bề khó khăn, thiếu thốn, thách thức, đó là xuất phát điểm của tỉnh quá thấp. Nền kinh tế của tỉnh là thuần nông, kết cấu hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, sau 25 năm tái lập, đến nay Hưng Yên đã xây dựng được một nền kinh tế xã hội tương đối đồng bộ với nhiều thành tựu quan trọng. Trực tiếp chứng kiến, cảm nhận Hưng Yên từng giờ, từng ngày thay đổi, tôi mới thấy hết những nỗ lực quyết tâm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, của lớp lớp thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tôi cũng như các thế hệ cán bộ, đảng viên nay trở về cuộc sống đời thường, cho dù hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, tuổi cao, sức giảm, song vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định đi theo con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, sẽ nỗ lực vượt lên chính mình, tiếp tục đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhân dịp này, Hưng Yên đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội những năm qua. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, nhất là thành tựu kinh tế, xã hội mà Hưng Yên đạt được sau 25 năm tái lập. Hôm nay, tôi và một số đồng chí công tác ở Trung ương rất là vui mừng, phấn khởi, tự hào được về dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí, các bác, các anh, các chị và toàn thể bà con tỉnh Hưng Yên của chúng ta lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí và toàn thể hội nghị, như chúng ta đều đã biết, Hưng Yên là một vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử văn hiến và anh hùng. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên có truyền thống yêu nước cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Theo chiều dài lịch sử, vùng đất Hưng Yên đã có nhiều lần điều chỉnh về địa giới và địa danh và mang nhiều tên gọi khác nhau. Đến năm Minh Mệnh thứ 12, tức là năm 1831, tỉnh Hưng Yên đã chính thức được thành lập. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện của danh xưng Hưng Yên. Hưng là giàu, Yên là ổn định, yên bình. Trên bản đồ của nước ta, đây là một bước ngoặt lớn ghi nhận vị thế và tầm vóc của tỉnh nhà. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh là một sự kiện rất quan trọng và rất có ý nghĩa. những cái thành tựu, kết quả hết sức to lớn qua các giai đoạn, qua các thời kỳ, đặc biệt trong những năm đổi mới gần đây, Hưng Yên chúng ta cũng vẫn tiếp tục phát huy được cái truyền thống văn hiến và anh hùng, đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ phát triển chung của đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, hơn 2.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng là danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay. Sau khi biểu dương những thành tựu kinh tế, xã hội mà tỉnh Hưng Yên đạt được sau 25 năm tái lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là quán triệt tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, để từ đó cụ thể hóa mục tiêu kế hoạch đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn, sớm trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Thưa các đồng chí và toàn thể bà con, Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn, nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó trước hết phải kể đến tiềm năng lợi thế của một tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đặc biệt là tiếp giáp với 5 tỉnh là thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, đều là những trung tâm kinh tế văn hóa đô thị lớn đang phát triển rất nhanh. Đất đai thổ nhưỡng phì nhiêu, được ví là bờ sôi ruộng mật, được kiến tạo và bồi đắp bởi phù sa sông Hồng. Hưng Yên có truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của một vùng đất văn hiến và truyền thống lịch sử anh hùng, cách mạng vẻ vang. Tôi được biết thời gian gần đây, Hưng Yên cùng với các địa phương, cả nước cũng đã và đang khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, tôi chỉ xin lưu ý thêm và đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ sau đây. Phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không chủ quan, không tự mãn, không kiêu ngạo trước những thành tích, kết quả đã đạt được, và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trước những khó khăn thách thức đang đặt ra hoặc mới nảy sinh, để từ đó cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Để quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 phải trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp. lịch sử suốt nhiều năm qua đã cho chúng ta nhiều bài học rồi. Các đồng chí cũng đã rút ra các bài học rồi. Thì bây giờ sắp tới thì tôi muốn lưu ý là cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm cái này. Tiếp tục giáo dục cái truyền thống anh hùng văn hóa của chúng ta. Và đồng thời tiếp thu những cái ý kiến chỉ đạo mới của Đại hội Toàn quốc, của Trung ương và lường trước những khó khăn thách thức để chúng ta vượt qua. Phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Mặc dù bây giờ chúng ta đã phát triển hệ thống giao thông có lẽ chưa từng có, chưa bao giờ được như bây giờ rồi. Nhưng mà yêu cầu sắp tới thì cái cơ sở hạ tầng vẫn là một lĩnh vực rất là cần được quan tâm chú ý. Phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa các khu vực đô thị, nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của một vùng đồng bằng Bắc Bộ. Là cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương ta, nơi khởi nguồn, cái nơi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc mới đây. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, khơi dậy lòng tự hào của quê hương ta với truyền thống yêu nước cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hưng Yên, để từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với sự phát triển kinh tế, cũng cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trước mắt và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là đối với những người có công, những người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh, quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid đang tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp mới. Tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, quan tâm giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp, hình thành các điểm nóng. Cần phát huy thật tốt truyền thống 80 năm vẻ vang anh hùng của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Hưng Yên và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước với yêu cầu bảo đảm không ngừng tăng cường, củng cố, đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, các nguyên tắc tổ chức Đảng và kỷ cương kỷ luật trong Đảng phải được giữ vững, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp và của các hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng những khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ, đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa. Quê hương ta ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa. Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên. Và 25 năm tái lập. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của tỉnh Hưng Yên. Được theo dõi sự kiện này qua truyền hình trực tiếp, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi. Dù được thông báo 8 giờ 30 phút mới bắt đầu diễn ra lễ khai mạc kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, song ngay từ sáng sớm, cán bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên đã vui mừng tới hội trường Thành ủy, điểm kết nối điểm cầu truyền hình trực tuyến để đón xem với niềm vinh dự tự hào xen lẫn niềm xúc động. Hôm nay, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng nước về dự sự kiện chính trị quan trọng này, tôi vô cùng phấn khởi và cũng rất tự hào với cái thành tựu kết quả đạt được của Đảng bộ nhân dân Hưng Yên. Gác lại công việc hàng ngày, nhiều gia đình dành thời gian theo dõi buổi tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm. Ai cũng cảm thấy vui mừng và tự hào với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh nhà đã đạt được qua các thời kỳ. Qua bài phát biểu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, chúng tôi hết sức là phấn khởi. Chúng tôi tin tưởng rằng với ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, cùng với sự thông minh, sáng tạo và truyền thống của người Hưng Yên, chắc chắn rằng những mục tiêu đó sẽ đạt được. Chúng tôi mong rằng lần sau kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh thì chúng ta còn mạnh hơn, giàu hơn và chúng ta đẹp hơn nhiều. Cá nhân tôi nói riêng và bà con nhân dân Phố Hiến nói chung rất tự hào là người con của quê hương Hưng Yên. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi trước các cái thành tựu của tỉnh nhà đạt được. Qua cái theo dõi truyền hình, chúng tôi cũng tiếp cận được tất cả những cái nội dung của cái buổi lễ diễn ra rất là trang trọng và ý nghĩa. Tại các điểm cầu, cán bộ và nhân dân theo dõi sự kiện trọng đại của tỉnh được ôn lại truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng, đã khơi dậy trong mỗi người dân tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hơn trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Được các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian về dự hội nghị, chúng tôi thì vô cùng là phấn khởi. Và xem các cái tư liệu lịch sử, chúng tôi vô cùng tự hào Chúng tôi là người Hưng Yên, rõ ràng là Hưng Yên là phát triển rất là mạnh mẽ, rất đúng hướng, định hướng của Đảng và Nhà nước. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HYTV, trên website hungyentv.vn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.